Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel JunVN. Thì hôm nay mình chơi tiếp cùng server World with God với các thanh niên trong đây. Server hiện tại bây giờ là 10 giờ 5 phút và cách đây 5 phút thì không có ai, và sau 5 phút thì đang có 6 người chơi. Thì ở những lần trước thì mình đã có được một ít đồ, nhưng mà lần này mình có rất là nhiều đồ. Vì thanh niên Green lại cho mình rất là nhiều đồ. Tại vì mình ý là mình không có chơi, mấy thanh niên cũng biết rồi, mấy thanh niên trong server cũng biết là mình không có chơi. Nhưng mà mấy thanh niên có đồ xịn đi mai hoặc gì gì đó cứ quẩy quăng cho mình. The fuck. Rồi. Green ơi. Cho anh mượn cây búa của em đi. Đấy, mình sẽ chỉ cho bạn này nắp cái cây này chưa lên đây được à. À ok nè nè, trả nè. À, đi đánh boss titan màu xanh dương là có. Ok rồi. Cái ngọn lửa màu xanh đó, cái ngọn đâu rồi, đâu nè, cái này nè là cần phải đánh con boss titan á, con boss titan màu xanh dương mới có. Ok thì các bạn thấy mình đã tạo mấy cái what the fuck này nè. Cái này thì chúng ta gồm có mấy cái quặng beridot. Cái quặng này là thanh niên Green á cho mình nhiều lắm. Mới đây ha, tủ đồ mình lại một đống đồ đó. Cái đó là thanh niên Green cho mình đó, chứ mình cũng không có mai miết gì đâu đây chứ. Mình không có đi mai nhiều. Mình không có mai nhiều chứ. À, có cái này thì mình làm nè. Cái này dễ làm. À, thì cái này chỉ cần mình có cái này thôi. Cái này thì khởi đầu là mình cũng có đủ quặng rồi. Cái trong lúc mình ợp á, thì mình tạo cái này. Và lấy cái này để mình tạo ra cái ngọc Luli á mà. Nè. Đổi 2 vàng thành ngọc Luli. Có cái bàn tạo ở đây nè. Mấy thanh niên thấy đó, có cái bàn tạo ở đây nè, đó chỉ cần đổi vậy thôi. Rồi what the fuck, mấy cái này mấy thanh niên ăn xong rồi không chịu trồng lại, rồi mấy cái rương ở đây đập bỏ mẹ hết trơn rồi, thiệt luôn á. Ăn quả không nhớ kẻ trong cây. The fuck, đồ mình thấy phía trên đó rồi mà, ô bên đó rồi mà mấy thanh niên cứ phá không à. Ta trồng cho ăn rồi bây giờ phá. Ok. Fuck, cái này mình không có ấy được. Để coi mình có tí gỗ. Mình sẽ trồng lại. Ok. Trồng lại. Ok. Trồng lại. Nắp. Rồi. Chúng ta có cần tìm hạt giống. À, ở đây không biết mấy cái rương này có hạt giống hay không ta. Mấy cái rương nó cũng mất mẹ mất tiêu trơn rồi. Chắc là ở trong nhà sẽ có được hạt giống mà. Đấy, server 6 người, có 6 người rồi. Instagram, cái này dùng để làm gì vậy? Ôi sao cái màu nó khác vậy? Rồi coi da lên chỉ nè. Redstone nè, đồ cơ bản nè. À, ta tìm mấy cái gì đó ta trồng được coi. Nắp. Trời thiệt luôn á. Mấy thanh niên á, chơi trong server làm ơn đi. Có cái gì á? Ai có cà rốt không? Không, để coi mình có cà rốt không. Đây mình có cà rốt nè. Thiệt luôn á. Chơi thì làm ơn đi. Chơi thì của người ta làm cho mình á, thì mình ăn xong rồi á, thì mình phải trồng trả lại. Ok. Ăn xong rồi cái lấy mất tiêu hết rồi. Đây nè, cái công cụ này mình dễ làm thôi. Đó, mình làm từ cái này. Cái này mình tạo ra từ những cái ngọc Luli gáp lại thành cái này. Gáp lại hình dấu cộng ra được cái này. Cái này chúng ta tạo được cái áo hoặc là cái này. Thì cái này là cái farmer. Có nghĩa là cái này chúng ta sẽ có kiểu như bột xương vĩnh viễn luôn đó. Ừ.
Đó, một thanh niên vẫn không được nha. Ok, rồi chúng ta bắt đầu rồi ha. Chúng ta chỉ cần bấm chuột phải vô nó thôi là chúng ta giống như có bone meal à, thu hoạch. Ok, đó, đừng có hỏi tại sao. Đó, đậu phộng này tôi trồng á thì lấy đậu phộng. Còn mấy thanh niên đã phát trồng xong rồi, người ta trồng xong rồi thì chỉ biết lấy thôi, còn không biết trả lại cho ta. Bao mày khó chịu luôn á. Ok, giờ chúng ta trồng tiếp nè. Đó, chúng ta trồng tiếp. Rồi chúng ta sẽ bón, bón cho nó chín lên. Đó, bón lên, bón lên. Thì cái này mình bón thì cái cây này nó không có bị hư. Không biết làm sao cây này nó bị hư nữa. Chắc là quánh người á. Cây này có 4 đam thôi. Nó có đánh bật lùi kìa, cũng ngon. Cái này đi Detroit cũng tốt. Cái gì vậy? Mai bể lum la đồ của người ta ơi. Mai không chú ý chơi rồi. What? Thì mình làm xong cái công việc này thì mình sẽ đây coi, mình chắc mình sẽ đi đánh vài con boss với mình làm vài món đồ ha. Mình sẽ làm vài món đồ coi, mình làm vài món đồ xịn xịn. Đấy. Rồi, vô vô. Cái đó tên gì à? Farmer. Farmer. Có cây này thì ngon, phải khỏi với bạn rồi chúng ta sẽ không lo về thức ăn nữa. À, thức ăn sẽ có trong đây hoài luôn. Đấy. Mấy thanh niên người ta trồng tập trước là mình đã trồng cho hết rồi. Đờ phát mỗi lần vô server là khác khác đi. Mình mở server vô cái mình chơi được có khoảng nửa tiếng, mình quay video cái mình ngưng. Cái mấy thanh niên kia toàn là mấy thanh niên chơi. Mấy thanh niên kia chơi còn nhiều hơn mình á. Thiệt độ bây giờ mình yếu hơn tụi nó. Fuck. Rồi bây giờ mình lấy xong rồi mình trồng lại. Trả lại. Trồng một ít thôi. Thanh niên á. Nào ấy xong rồi chín ra nữa. Ok. Giờ mình đi làm việc khác chứ. Và mình cần phải nè. Cái này mình cũng có thể bón được nữa. Đó. Đó. Cái này mình lấy hạt cacao để mình làm bánh quy. Để giống như tập rồi vậy đó. Mình em với cái kích. Ấy, chia nhau mà chơi. Mỗi đứa hai bên, ok. Trồng thôi. Đó, to lên, đập. Đập. Đó. À, ok, như đây là cũng nhiều lắm rồi đó. Rồi. Trồng lại trả tụi nó. Rồi đi. Chưa, mình phải tìm một cái gọi là cái gì vậy? Mấy thanh niên á ở chơi ở ngoài tiệm net á mình ghét lắm. Tại vì cái mỗi lần mà thanh niên chơi tiệm net cái zone và Hamachi á chơi xong rồi đâu có out ra đâu. Cái Hamachi bị đầy. Cái lâu lâu mình phải vô cái mình phải xóa bớt mấy cái mà thằng của Hamachi của ngoài tiệm net nữa. À, mình đây có một hạt giống là đủ rồi. Chúng ta sẽ làm thêm bánh quy coi nào. Ta có bánh quy trong người chưa? Người ta là chưa có. Nhưng mình sẽ làm một con bé Pac-Man. Ai có tin rác không xin. Tự đi mai chứ xin đâu ra. Ai đâu cho. Đồ đồ ngon mà đi hỏi xin. What the fuck. Xin ai cho. Ok. Đây. Không, để lại cái này số 1 này số 2 đi cho dễ ha. À đây. 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 Đó, mình làm một đống đồ. Cái gì vậy? Sao gần đây không có Titan ta? Bị săn hết rồi. Thanh
thanh niên what the fuck là gì đây? Mày vô gì vậy? Lắc 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 lắc. À, chúng ta thu hoạch thôi. Đi ra chỗ khác. Con mở. Trả đồ anh. Ơ, thanh niên trả đồ nghĩa là lúa đâu? Lúa đâu? Đồ của anh làm trả lúa đây. What the fuck? Trả được một lúa, lấy biết nhiêu lúa của anh ta rồi. Được ba lúa. Người ta tự trồng đồ phát đi. Thanh niên lại đứng kế bên hôi của. Lúc mà ta trồng thì không chịu giữ đâu. Mấy thanh niên á, lấy xong rồi hưởng hôi không à. What the fuck cho à? Không lấy. Thanh niên tự cày mấy cái món đồ quý nên là giữ mà cày ấy đi. Ủa cây đó của ai mà hỏi cho? Của ai vậy? Của ai vậy? Mấy thanh niên có đồ VIP hết trơn rồi, tôi còn đây. Sao đưa anh? What the fuck? Oh, thanh niên giàu có vậy? Ngon vậy? Oh man. Cái cơ mình có, ê mình có nè. Ngon. Nhưng mà mình không muốn game nó trở nên dễ dàng như vậy. The fuck. Ok, kiếm em trên Zoom đấy. Really. Tại mấy thanh niên cứ cho mình một đống thì ngon ngon vậy. À, đồ mình cũng đâu có cần làm nhiều, thanh niên cho mình không mà. Nhưng mà bây giờ mình không cái kiếm này, mình sẽ gỡ nó ra, mình lấy đồ của nó mình làm việc khác. Ok. Đây, ta gỡ ra. Ta lấy cái này ta làm việc khác vậy ha. Đây. À, một đống người BM rồi bla bla bla. Trời, chúng ta đã có cái gọi là lúa rồi, chúng ta sẽ làm bánh quy nè. Bánh quy là làm như này. Đây, đây. What? Có gì đó sai sai, bánh quy đâu? Đúng mà. Nope, cái bàn này nó bị khùng rồi, phải làm trên bàn này. Cái bàn nó bị gì á? Đó, chúng ta có được một đống luôn. Cất vô. Đâu rồi? Anh sẽ rớt đất hả? Có biết nào nhảy cao lên rớt xuống không mất máu không? Con cừu. Con cừu á, bét con cừu á, nè. Nè. Đâu rồi? Đâu rồi? What the fuck? Yasuo. What the fuck? À, mình lại được cho đồ nữa. Không, nắp cái quần của mình ngon hơn quần nắp cậu. Quần thấy ghê. Mình chê đồ. Để vô bàn phân tách á. Là sao? Nó bị lỗi bung game à? What the fuck? What the fuck? Nát. What the fuck? Đó là một lỗi bung game. Ok. Nhưng mà cái quặng này cũng sida mà đâu có xài đó. Ok.
Sida mà nên mình cũng không có xài. Rồi cái vấn đề mấy tụi này tập trung dưới đây làm gì vậy? Ăn cơ không biết mình có ọp không nữa. Rồi mấy cái mấy thanh niên này đã làm cái gì rồi? Tụi nó lấy đồ của người ta hết trơn rồi. The fuck? Bitch. Đồ của người ta đừng có lấy nha. Đậu phộng lấy là tôi thông đấy. Tôi sẽ chụp hình lại nè. Đó, đồ gì nè. Tôi sẽ hỏi mấy thanh niên kia. Nếu mà lấy đồ của người ta là tôi ban IP luôn. Không cần nói nhiều. Trời. Đồ của Jun dồi sao ở đây? Ở đồ của con Jun với con dồi. Ồ, đồ ngon vậy. Mà đồ này đồ của mình mà. Đà phát. Ngon vậy. Đồ là đồ của con dồi đấy. À, đồ của con dồi đấy. Ta đi chôm chĩa nào. Ngon vậy. À, ta cắt mấy cái đồ cho con dồi đấy. Chúng ta đổi nha. Ta lên đài rồi anh em ơi. Nào là bét nè. Đó, cũng là ta có con bét này ha. Ngon. Con bét này luôn. Xu đồ con dời ra. Con bét ly gần luôn. Ngon. Có bét ly gần luôn. À, nhiều bét quá. Ngon vãi. Ok, chúng ta có con bét ly gần đó nè. Man. Con bét này là slow time. Chuẩn luôn. Quá đã luôn anh em ơi. Ngon vòn luôn anh em ơi. Ê. Có cái này làm gì ta? À. Không quan tâm. What the fuck? Gì? Rau khác chơi. Đồ của người ta mà lấy hay sao? Lấy đồ cho em đi. Đồ của em nè, đồ em nè em đó. Đồ em đây nè. What the fuck? Chơi cái gì? Chưa. Chưa 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 anh phải làm cái này à sắt ok cho anh xin một cái cục đá nha, anh đang cần một cục đá gấp. Yếu 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 yếu. Ủa ở đây có một đống đá à. Ngu ơi à tao mai bập rồi tao làm cái này coi. Ta sẽ xu đồ của con dồi. Lấy ra. What? Đồ phát gì vậy? Đồ phát gì vậy? Rồi. Không biết thanh niên có lấy được đồ không nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang có rất là nhiều đồ ngon rồi. Ta lấy được vài con bét của con dồi nè. Ta lấy được bộ đồ nè, lấy được cái thứ mà chúng ta cần đi đánh boss mới ra được nè. À là mình muốn đi đánh boss mới mạnh cơ mà thanh niên giờ làm khá khá đồ rồi. Rồi. Chơi, chắc là mình cũng mới sơ lược qua giờ mình tại vì thanh niên giờ chơi nhiều lắm. Giờ chơi nhiều hơn mình nhiều lắm, đồ con giờ nó nhiều vỡ color ra. Rồi đây đây cũng hơi là mấy thanh niên không không á không. Oh shit gì vậy? Oh shit, oh shit. Quăng ra quăng ra quăng ra quăng ra quăng ra. Đây à, con bé là slow time. Nhưng mà slow time này chỉ có hoạt động với những con này thôi. Còn như mình thì như con người thì không có low time được á mà. What the fuck? Cho ít đồ đi. Đâu là thanh niên đâu ra cho ít đồ. Thanh niên này có đồ rồi chó gì nữa. Rồi bây giờ mình sẽ làm cái cây búa này cho nó nâng lên nha. Đây, cây búa này giờ mình đã có cái này của mình gửi từ cái kiếm ra mình làm cây búa này ha. Cái okay, có Titan Crack Oil à. Hắc kiên thạch. Mình không có Titan Crack Block. À cái gì đây? Mình đâu cần cái này.
thử cái nào. Mình phải chuẩn bị trong tư thế. Nắp. Vậy là chúng ta cần phải đi xuống địa ngục để tìm Titan Rock Block. À, ta thay đồ nè. Ngon rồi. Này, chúng ta thay đồ nào. Đấy, là đồ cũng ngon ngon rồi đấy. Giờ chúng ta cần đi tìm Titan Rock Block nhé. Ok, kỳ này là con giờ nó vô nó sẽ la quay quải cho mà coi. Dập, dập, dập. Chưa. Trước khi đi tìm Titan Rock Block thì chúng ta nên làm một cái gọi là con bé có liên quan tới cái này, bánh quy. Đây. Vàng với cả mấy cái vàng vàng chấm chấm. Vàng và vàng chấm chấm really. À một vàng một cục diamond. Yay, rồi. Dây 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 đó con này nó ăn thạch anh địa ngục ở trong người mình có thạch anh không có một cục thạch anh nè cho nó ăn mầm 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 nó ăn rồi đó à chúng ta có thể đây coi ta sẽ không cần cái con bé này đây đây không biết cái này đâu ra nữa vậy cái thanh niên nào quăng vô người vậy. What the fuck bung bung kiểu đéo gì bung mừng cái đó bung mừng cái nào thanh niên chơi không lo chơi lo anh có đồ xịn vãi. Ấy anh Jun có đồ xịn vãi xu được của thanh niên rồi ok cho em đồ với em mơ đi đậu phòng anh còn phải đi xin đi xu đồ người khác ok rồi chúng ta có bắt man chúng ta để cuối đi chúng ta lấy cái kiếm này để đây rồi giờ chúng ta sẽ xuống địa ngục nào. À, nắp mình có con bé địa ngục mà đây con bé địa ngục đây chưa nhưng mà chúng ta coi cần lấy gì nữa không nắp con bé gì nữa vậy đá củi con này đi trong tường được luôn hả đi xuyên tường ơi nghe nói mà con chim vai ok giờ ta xuống địa ngục nào lấy con bé địa ngục bấm chuột phải bạch đã xuống địa con mẹ nó ngục ê ê ê nấp nấp what the fuck no no nấp 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 vụ gì vậy oh holy shit holy shit nấp 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 oh oh về 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 không mình đi qua bằng cổng cổng chính đi the fuck bitch cái gì vậy alo tao đang quay video đợi tí đi tao sẽ trả lời sau nhé ok tao đang quay video mà bm thấy không trả lời là biết đang làm gì rồi ồ ồ ồ khu này chúng ta cần phải đi cho nó đàng hoàng nha ta là bị chết đấy đừng có bị em nữa ok có cái gì mà hồi người ta sẽ tự bị em ok rồi chúng ta đi tìm cái gọi là Titan Rock nào con dồi đó à, đó là con dồi đấy à chúng ta đi tìm Titan Rock Titan Rock Titan Rock và mình chưa có enchant đồ đàng hoàng nữa nếu đi xuống đây thôi giờ mình mai cái này đỡ đi để mình lấy level để mình enchant đồ ôi server lắc rồi server một trăm mấy ping luôn anh reset
server một cái nha. À, reset server một cái. Ok. Vậy là đi reset server nào. Stop. Xong, để cho server nó tắt xong rồi chúng ta sẽ bật lại. Hiện tại tick của server lên cao quá nên mình phải reset lại thôi. Mình không biết lý do là gì nữa cho nên chúng ta phải reset lại. Nó đang sale lại thế giới. Ok, nhìn tao sẽ bật lại nè. Dạ, mấy thanh niên đợi tí nhé. Để cho server lặp lại. Tình hình đấy coi, mình cũng đã quay được 25 phút rồi. Thì đại khái là đồ ta hôi của từ rồi. Tại vì rồi mình với dồi là chung một phe, đồ của mình share cho dồi và đồ của dồi share cho mình, nói chung là vậy đó. Giờ mình lấy đồ của nó, hồi nó vô mình trả đồ nó thôi. Kiếp nghèo vẫn là nghèo. Ok, server bật xong chưa? Server bật xong rồi kìa, cũng nhanh phết. Vô mà có mấy thanh niên ở chơi thì mét hỏi không vào được thì tất nhiên là vì em chơi ở net nên không vào được ha ma chi nhé. Thường thường ở tiệm net Hamachi khó hoạt động được lắm, nó bị cái chấm than màu vàng á, nên là đừng có hỏi tại sao mà không chơi được nha. Những câu hỏi của người mà mình không có hỗ trợ như những bạn sử dụng ở net, vì lúc đó ở net người ta sử dụng phần mềm kiểu như chống làm hư hại máy, đại khái là không có nghịch được máy á, cho nên là nó đại khái là gì, server khá khá là lắc. Ơi nó lắc cơ kìa. Chúng ta đi qua bên đây coi, coi chừng có lava rớt trúng đầu, đau khổ thay. Thì đại khái là chúng ta sẽ đi tìm Titan Rock. Dùng dòng ấy nè. Sao mình mai hoài nó không ra vậy? Mai bằng cái này cho nó lẹ. Đó. Chỗ này mấy thanh niên cái đi hết trơn rồi. Mình đi đây cũng như không vậy. Ủa, từ đây qua đây có cánh cổng nữa hả? Cánh cổng này có liên quan mấy cổng nãy không? Hồi nãy mình đi lội qua đó xong rồi mình what the fuck, nãy giờ mình đi ngu người. The fuck, thanh niên ngu người, thanh niên lội qua đó rồi đi qua đó, qua đó, qua đó, qua đó, cuối cùng về chỗ này. The hại. Cái gì nữa vậy? Đã bảo là một tí nữa xong thì người ta gọi cho, người ta liên lạc cho. The fuck? Có hiểu tiếng Việt không? Ok, ở đây có mấy thanh niên sẵn may cho mình rồi nè. Mình nên đi trở lại vì hình như là mình chưa có set home ở chỗ đó vậy á. Nên mình phải set home lại tại vì mình chưa qua địa ngục lần nào hay gì á. Mấy thanh niên cái chơi nhanh lắm, mình chưa có chơi con mẹ chơi mấy thanh niên địa ngục đồ có đồ VIP các kiểu hết trơn này. Giờ mình vô server mình chỉ bị hôi của hôi của con trời. Ok này, chúng ta đi lên đi về chỗ này để xét thêm. Bạn thấy không, xem video có lắc không, đó là lý do là mở server đó. Và đừng có hỏi tại sao mà mình nghiêm khắc cái việc mở server, vì mình nói rất là nhiều rồi là server của mình mở ra với mục đích là event, cho nên đó là nó không có tốt bằng mấy cái kiểu server mà bạn chơi gì Skyward hay là Survival gì của mấy người khác. Của người ta là máy của ta là máy dùng để mở server và mạng rất là tốt, còn máy của mình là máy dùng để chơi game. Ok, và mình mở server chơi thôi chứ không có nhằm mục đích là kiếm con mợ nó tiền gì hết. Cho nên mấy thanh niên nào muốn chơi game thì làm ơn đợi tới thời gian tôi post trên fanpage thì hãy vô, đừng có hỏi những câu vớ vẩn. Anh Jun ơi, mở server giùm em, con mẹ em.
từ từ rồi anh mới mở. Một cái sâu này, thanh niên nào đây vậy? Có nghĩa là tụi nó cày nát cái chỗ này chân rồi. Tôi đi đến đây có làm được con mợ gì đâu. Coi nè, tôi còn đi theo vết đổ xe của tụi nó nữa. Có nghĩa là trên server có thông báo cái gì thì làm ơn coi giùm, và chỉ cần coi và làm theo thôi, đừng đặt câu hỏi giùm tôi, cảm ơn nhiều. Anh ơi sao anh không ở server? Tại vì chưa tới giờ em ơi, anh còn phải làm việc khác là quay video các kiểu rồi render đồ các kiểu đó. Mình thấy được một cục rồi kìa, chúng ta đi thôi đó. Cho nên là đâu phải chuyện đùa đâu men. Chừng nào mà mấy bạn kiểu như donate cho mình á để mở server thì lúc đó mấy bạn đề nghị mình á làm cái gì mở server sớm hay sao đó thì lúc đó mình sẽ giải quyết. Còn bây giờ server là server của mình và mình mở ra để làm event chứ không phải mở ra để kiếm tiền, ok? Cho nên là đừng có hỏi tại sao mà anh không mở server, vì chưa tới giờ, chưa có tới giờ nên không có mở. Đó là một chút gọi là bức xúc nhẹ, ok? Chúng ta lậu hôm kia nè, thiệt luôn á. Giờ chúng ta phải đi tìm Titan Crack, đi tầm bậy tầm bạ là té chết, ok? Xem dùm dùm nó có gì không. Nấp có, ta đào thẳng qua đây coi nào. Ô trong đây có cái hang. Quay nấp, đừng có nhìn tao để mình thử cái con bet có slow thang. Đơn rồi mình có cái gọi là cái slow time rồi đó. Tụi nó đang rất là chậm, mình tranh thủ qua mình thông nó đó. Có nghĩa là cái slow time này là tụi nó sẽ bị ngưng, tụi nó không hoạt động. Nó ăn oxygen good nút, có nghĩa là mấy cái nút của oxygen á. Ngon, con bé này đúng là legion luôn. Yeah, xu được con bé này của con giò là chuẩn con mẹ nó rồi. Đây mình đang slow time nè. Enter vác không, bấm cái nữa, enter rồi qua đây bấm cái nữa, enter. Ê, tụi nó thức rồi. Ok, cũng lấy được mớ đồ rồi. Hê. Ôi, khu vực này toàn là mấy tụi đó không à. The fuck, bitch. Ok, mình được 3 cục rồi, mình cần 6 cục nữa. Khi nào mình tìm được 6 cục nữa thì mình sẽ ngưng tập này. Ok, vì công việc đã làm xong rồi. Làm được cây búa thần thánh trước cái đã. Còn cái búa này hỏi muốn tìm sao thì đây dễ thôi. Công thức tạo nè, ta cần có 4 cái cục này. Cái cục này thì được tạo bởi cái này nấu ra. Chúng ta có cái này thì phải đi đánh boss nó mới ra được. Đó, đánh boss là mấy con Titan ở ngoài thế giới bình thường á, chứ không phải Titan ở đây. Titan ở đây nó... Ô, tụi nó đang bị slow thôi vậy. Tụi nó còn đang bị slow kìa. Nó bị slow time. Ê, ông kia có cái quặng ngon kìa, mấy thanh niên. Hiện tại là tích đang rất là cao, bị lag ấy, nên mình sẽ nhanh cái kết thúc cái video để cho các thanh niên chơi trong server đỡ lag hơn. Khi mà server mà bị lag ấy, có nghĩa là mình đang quay video hoặc mình up video rồi chẳng hạn. Nói chung, máy cùi lắm. Muốn mở server ngon là cần phải có máy xịn, ok? Anh không có rảnh mà mở server cho em chơi hoài đâu. Cho nên là anh phải cố gắng rút ngắn cái tiến trình của cái server lại, làm nhanh nhất cho có thể. Chứ lắc kiểu này anh không có qua video mới cho tụi em coi được thì cũng nát thôi. Ok, nãy mới vừa thấy ở đâu đây nữa mà. Đây ở trên kia kìa. Lấy bao nhiêu đó là đủ luôn rồi đó, phải không? Chỗ này nè.
Đó, nên là đừng có hỏi tại sao anh Jun lại tắt server, vì anh có nhiều video khác để chuẩn bị ra. Anh có làm một cái video làm một cái modpack mới rồi, các thanh niên chuẩn bị đón chào chung. Thích nữa thì anh có thể mở server tụi em vô co-op. Nhưng mà cái kia là kiểu của co-op, của kiểu của chơi sinh tồn rồi. Ở đây có khá nhiều nè, chúng ta đi tranh thủ đây, đi hôi thôi. Hôi lẹ em thôi chuyện đó. Đó, tụi nó hành động đó. Tụi nó hành động đó. Là mình nát. Ok, bây giờ đó, trên đâu luôn. Bập, bo đủ luôn kìa. Chứ luôn, chứ một cái luôn. Đó, giờ sẽ thơm đi về. Không có nói nhiều nữa. Em ta làm cái cây cúp cho nó xịn xịn này. Nhưng mà trước làm cái cúp này á thì chúng ta phải sửa cái cây búa lại cho nó trả lời nguyên vẹn. Nhưng mà ở trong cái mod pack này, trời ơi tôi bị mắc nghẹn. Chúng ta sửa thì cần phải có nè, vàng đâu rồi, và cái cục kia đâu rồi. Đây, chúng ta đổi thành sắt đi. Chúng ta làm cái con vest in view nắp. Không biết ở trong rương ở thanh niên kia có con vest đó không. Phắc mày. Đây, chúng ta sao lại không có cái đổi thành sắt ở đây. Đây, này đổi thành sắt. Đây, chúng ta có rất là nhiều sắt rồi. Đây, kim cương nè, lấy một viên kim cương ra. Vàng, chắc đủ rồi đó. Giờ in view đâu rồi, con bet in view, con bet hình cái này, đúng rồi. Đó. Rồi chúng ta sẽ gỡ mấy cái bộ đồ này ra nha. Cho nó ưu tiên á mà. Cho nó ưu tiên để cho cái cây đâu rồi. Nè, cho mình cầm cái này trên tay nè, để cho nó sửa cái cây này thôi. Ta chạy vòng vòng nè. Nè, nó để là slow auto repair nè. Damn item infinity. Gì đó. Mình nãy giờ mình cũng không có lo mấy thanh niên có chat gì không nữa. Cũng không để ý nè. Không sao đâu, mấy thanh niên nó không biết. Không biết gì hết. À, thì khi mà mình sửa xong rồi á thì mình sẽ ai coi mình có cái Titan Rack phải không? Mình sẽ làm cái này luôn. Mình để nó thành này, để thành Rack Block. Trên Rack Block. Và chúng ta cần có một cái này. Cất tí độ nè. Chứ 6 cái này. Đó, thì chúng ta mới vừa sửa một cái cúp rồi. Thì sửa một cái cúp rồi. Sửa cái búa rồi, một tí nữa thì nó sửa xong. Chừng nào nó sửa xong thì mình sẽ nâng cấp. Nhưng mà cách nâng cấp thì các bạn thấy rồi. Đó, như vậy nè. Mình cũng muốn kết thúc video sớm cho tụi nó đỡ lắc. Chứ giờ tụi nó lắc quá, tụi nó than. Mình cũng cố gắng hết sức. Ok. À, có con slow nè. Bây giờ ở đây cây mình cất cái này vô nha. Mình có cái hát truyền thạch nè. Đó. Đây. À, mình lắm. Vậy là thời gian nó ngưng động. Ồ, có nhiều con bét sướng vãi. Ồ, server lắc rồi đó. Bét này cất vô. Không, mình bị lắc tới nỗi vậy luôn. Đó, mình không có để đồ được vô được luôn. Server đang rất là lắc và 200 binh luôn. Ok, thì bây giờ mình chắc mình kết thúc tập ở đây, mình reset server cái. Ok, nếu các bạn thấy hay ở video này thì đừng lên like video, share video. Còn muốn chơi chung server thì hãy cập nhật ở trên fanpage. Fanpage của mình sẽ có hướng dẫn cài đặt và link Hamachi đồ. Phòng Hamachi đồ cập nhật theo các kiểu. Và thời gian mở server, đóng server như các kiểu. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Bye.